Kênh Giá Thanh Long xin chào đón quý bà con yêu mến kênh. Quý bà con hãy tặng kênh một like và một đăng ký. Chúc quý bà con cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Giá Thanh Long không ổn định và lên xuống thất thường, nên quý bà con đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để nhận được những bản tin nhanh nhất trên thị trường. Tùy theo chất lượng hàng, tùy theo chất lượng trái mà giá có thể chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn nhé bà con. Còn tùy thuộc vào đoạn đường vận chuyển xa hay gần và tùy thuộc vào vườn, vào lái mà giá sẽ có sự chênh lệch khác nhau. Thanh long ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vừa, bò vít 17 ngàn đồng một ký, bò đẹp 16 ngàn, 15 ngàn, 14 ngàn đồng một ký, bò sàn 14 ngàn, 13 ngàn, 12 ngàn đồng một ký, hàng giả có mức giá từ 5 ngàn đến 6 ngàn đồng một ký. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vừa có mức giá từ 37 ngàn đến 38 ngàn đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa và tùy thuộc theo từng thương lái. Thanh long ruột đỏ miền Tây về vựa loại 1 38 ngàn đồng một ký, loại 2 33 ngàn đồng một ký, loại 3 27 ngàn đồng một ký, loại 4 20 ngàn đồng một ký, loại 5 13 ngàn đồng một ký. Ruột trắng miền Tây thương lái mua xô từ 13 ngàn đến 15 ngàn đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa và tùy thuộc theo từng thương lái. Thanh long ruột đỏ khu vực Tiền Giang so với tỉnh miền Tây còn lại luôn thấp hơn từ 1 đến 2 ngàn đồng trên 1 kg. Theo đó, loại 1 37 ngàn đồng một ký, loại 2 32 ngàn đồng một ký, loại 3 26 ngàn đồng một ký, loại 4 19 ngàn đồng một ký, loại 5 12 ngàn đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng hàng hóa của sản phẩm. Cảm ơn quý bà con đã cùng lắng nghe và đồng hành cùng kênh Giá Thanh Long. Quý bà con hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để trao đổi về giá cả thanh long cũng như các loại nông sản khác. Một lần nữa xin cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.